dòng thời gian lăn chuyến mai đây đã hết năm rồi, bao nhiêu tình quyến luyến ươm mầm sông tận đất sâu, con đường xưa phía trước vẫn vì diều miền thầm thầm, lòng dân lòng cần bước bao được mất xa tầm tay. Chim non buông tiếng hát ca vàng, muôn nơi bàn thánh nhạc Di Đà, tiếng liêng đạo phát tỏa muôn lối, hương sen thơm ngát tận cõi lòng. An nhiên không đau khổ, thế giới nở đầy tâm hoa, muôn phương ngàn hoa lá thành nhung gấm nơi ta bà. Ta dâng đời chinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng trong tiếng vọng mùa hàng xa, ta dâng đời chinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng tiếng vọng mùa hàng xa. Dòng thời gian lăn chuyến mai đây đã hết năm rồi, bao nhiêu tình quyến luyến ươm mầm sông tận đất sâu, con đường xưa phía trước vẫn vì diều miền thầm thầm, lòng dân lòng cần vương bao được mất xa tầm tay. Chim non buông tiếng hát ca vàng, muôn nơi bàn thánh nhạc Di Đà, tiếng liêng đạo phát tỏa muôn lối, hương sen thơm ngát tận cõi lòng. An nhiên không đau khổ, thế giới nở đầy tâm hoa, muôn phương ngàn hoa lá thành nhung gấm nơi ta bà. Ta dâng đời chinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng trong tiếng vọng mùa hàng xa, ta dâng đời chinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng tiếng vọng mùa hàng xa. Mất
đi cái gì nguồn gốc của mình một chút, và mình sẽ tiếp thu cái mới một chút. Thú thật nếu mà mình ngồi chiêm nghiệm lại, thì nếu mà quý vị như thiền hữu mà sống ở Việt Nam mấy chục năm vừa qua đó, mà nếu mà ở Việt Nam thì có thể là không phải là một ông thiền hữu như bây giờ. Có thể sẽ khó khăn hơn, có thể sẽ gắt gỏng, có thể sẽ mập mạp hơn, có thể sẽ trắng trẻo hơn, ví dụ. Hoặc ngược lại, có thể sẽ ốm hơn, có thể sẽ đen đúa hơn, ví dụ. Nhưng mà nó sẽ không có phải giống như bây giờ. Và ngược lại thì nhờ sống ở đây thì tiếp xúc được những cái mới, thì mình có những cái thay đổi. Thì không nghĩ bất cứ một cái sinh dân nào cũng vậy, chúng sinh là như vậy. Quý vị giàu là người thế gian hay là thế tục hay là siêu tục hay là xuất thế gian, thì nó cũng có những cái bù đắp giữa cái cũ và cái mới. Cho nên đề tài ngày hôm nay sẽ chia sẻ là cũ mới. Đi tìm cái định nghĩa thế nào là cái cũ và điều gì là điều mới thì cũng khó có thể có một cái định nghĩa mà nó rốt ráo, nó đầy đủ. Cũ mới thì đa số là dựa trên thời gian, và thời gian thì nó cũng không phải là cái gì đó nó cố định. Thời gian thì lúc nào nó cũng như là dòng nước chảy, nó cứ đi tới. Và chính cái này là cái chân lý mà người học đạo phải thấy. Cũng cùng một cái luồng văn hóa thôi. Ví dụ mình nói gần nhất, luồng văn hóa phương Tây, lấy lịch Tây. Lịch Tây thì sử dụng cái mặt trời để mà làm lịch. Còn lịch ta thì sử dụng mặt trăng để làm lịch. Nhưng mà giờ mình nói lịch Tây, thì thậm chí ngay giờ phút này mình đang ngồi đây, mình gọi là một năm mới, một ngày mới. Nhưng mà ở Hoa Kỳ cũng chưa có mới. Có đúng vậy không? Ở Hoa Kỳ hoặc là ở Canada thì hiện bây giờ vẫn là còn năm cũ, phải không? Chưa có phải là mùng 1 tháng 1 năm 2017, mà vẫn còn là ngày 30, khuya 30. Hả? 31. 31. Thật ra bây giờ mình nói hiện giờ ở đây là mới, nhưng mà bên kia vẫn là cũ. Nói cái thời gian thôi thì mình cũng thấy là có một cái sự chênh lệch, mà ý là cùng cái văn hóa với nhau. Đó là cái gần nhất trong cái nhóm văn hóa. Bây giờ khác biệt văn hóa một chút mà nó gần, có thể nói là nó gần về địa giới. Mình ở đây với Việt Nam cách nhau có mấy tiếng đồng hồ về mặt thời gian thôi. Nhưng mà mình đó là ở đây hiện bây giờ là năm mới của 2017. Nhưng mà người Việt Nam thì sử dụng cái lịch Việt Nam thì vẫn còn là năm cũ của năm gọi là Bính Thân, chứ còn chưa phải là cái năm con gì sắp tới. Con gà.
cho nên mình nói mới ở đây nhưng mà bên kia nó vẫn cũ, mặc dù là cái thời gian khác văn hóa đó nha, nhưng mà cùng một cái luồng, cùng một cái gọi là cái thế giới ta bà, hoặc là cùng cái nhóm. Ví dụ như bây giờ mình ở đây Úc là nó thuộc về châu Úc đi, còn ở Việt Nam thì là châu Á, ví dụ như vậy. Rồi bên kia là châu Mỹ, châu Phi, bốn châu, năm châu gì đó à, thì nó lại mặc dầu nó chia ra châu như vậy nhưng mà nó cùng một cái thế giới ta bà. Và bây giờ mình đi xa chút nữa, mình đi lên cõi trời, thì ở trên cõi trời người ta dùng cái thời gian đó là khác. Và xa chút nữa thì đi lên cái cõi cực lạc phương Tây của Đức Phật A Di Đà, hay là đi qua bên phương Đông của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nó là khác. Rồi nói một chút nữa cho dễ hiểu nữa là cái cũ ở đây, nhưng mà cũng có thể là cái mới ở chỗ khác. Ví dụ người thân của mình già lớn cũ rồi cho nên qua đời là cũ, không còn ở đây. Nhưng mà ở trên, ví dụ như có tu, có niệm Phật, tụng kinh, có làm lành đánh dữ, thì tự nhiên ở cái cõi Tây Phương Cực Lạc người ta giật mình, à, có thêm được một sinh dân nó mới về đây. Như vậy là cũ ở đây, cũ ở cõi Ta Bà này, nhưng mà nó sẽ mới ở trên Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng là đây là không còn đó, về mặt hình hài không còn, nó cũ, nó héo, nó khô, rồi cuối cùng nó cháy. Nhưng mà ở trên kia lại là rất có được một cái hoa tươi á, bắt đầu nở. Cho nên cái cũ cái mới, mà nếu mà mình ngồi mình ngẫm nghĩ, nó không có cái gì để mà gọi là nhất định cho mình dính vô đó. Thế thì tại sao mà con người ta cũng khổ vì cái chuyện cũ mà mới? Mình nói cụ thể chút rồi dâm đi chùa với nhau. Bà đã có mới đi chùa, ông đã mới đi chùa. Tụi mình đó là thuộc về dạng cũ lâu năm. Người nào mới đi chùa xuất hiện thì gọi là mới. Nhưng mà khi mình nói như vậy có nghĩa là họ chỉ mới lúc mà mình thấy họ ở đây thôi. Chưa chắc gì, nếu mà nhìn xa chút chưa chắc gì là họ mới à. Nhiều khi họ cũ mà, họ cũ xì á. Cũ xì có nghĩa là sao? Quá cũ có nghĩa là họ không có đi chùa ở đây, nhưng mà họ đi chùa ở chỗ khác. Cho nên khi mình ngồi ở đây, mình gặp cái người mới tới, mình nói người đó mới, nói nhiều đó chưa, đã sai rồi. Rồi bây giờ sai thêm một chút nữa là bắt đầu có cái hàng rào giữa cũ và mới. Người đi ở trong này lâu năm, lâu ngày thì sao? Có công nhiều hơn rồi nha. Cái này là chúng sinh nó suy nghĩ như vậy. Có công nhiều hơn à. Và có chưa chắc có phước nhiều hơn. Nãy giờ nói cái chuyện mà thối thường đó, tao đi đây mà lâu à, trở thành cũ rồi nè. Có công chắc có công á. Rồi có công đi đến cái chuyện có muốn có quyền nhiều hơn.
làm gì mà không không cho chị biết là không được. Chị ở trong này lâu lắm mà chị biết. Muốn làm sếp. Cho nên mới có cái từ gọi là ma cũ ăn hiếp mà mới. Cái này nó xuất phát từ dân gian á. Có đó. Ma cũ ăn hiếp mà mới có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người cũ ăn hiếp người mới. Này là mình nói chuyện thường tình. Đi làm ở ngoài đời cũng như vậy. Ở trong chùa nếu mà không khéo cũng như vậy. Và mình cứ nghĩ là mình lâu năm là mình có phước. Cái đó chưa biết. Có nhiều khi có tội nên mới có phước gì. Mình làm cái kiểu mà giống như ma cũ ăn hiếp ma mới, giống như cái bản ngã. Càng đi lâu bản ngã càng trương phình lên. Và lúc nào cũng nghĩ là coi như là mình có quyền thôi. Vị chùa này hoặc là chỗ này là chỗ của mình. Tại mình đã lâu đời nhất, mình đi lâu đời nhất thì mình là số 1. Cụ thể nữa thì trong cái giới nhà chùa với nhau thì có một cái câu rất là hay. Quý thầy với nhau nói chuyện với nhau hay nói mà ra nước ngoài này hay bị. Cái câu mà nói gọi là nhất trụ trì, nhì nhà bếp. Có nghĩa là trên là ông thầy trụ trì, dưới là cái bà nhà bếp thôi. Bà nhà bếp là bà xếp xong, bà mà không nấu thì coi như đói cả cái chùa. À, mà cái nhà bà nhà bếp mà không khéo, mà không có tu, không có quán chiếu hàng ngày hàng giờ đó ha, là thành ma lúc nào không hay. Cho nên mới có cái câu gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới, chứ đâu có cái câu mà Phật cũ ăn hiếp Phật mới đâu. Mà ma, đây là những cái mà nó xuất phát từ cái thực tế nhà chùa mà mình nghe đau lòng. Xưa nay nó là như vậy. Bây giờ mình làm sao mà mình thấy được cái cũ và cái mới, và mình dung hòa được cái cũ và cái mới. À, nếu không khéo đó thì nhà chùa sẽ trở thành cái điểm mà coi như cũ sĩ, trở thành cái chùa cổ. Và người quản lý chùa thì cũng là người cổ, cho nên nhìn xuống thấy toàn là đồ cổ. Ở trên thì chân đồ cổ, mà ở dưới thì cũng đồ cổ, mà cái ông thầy trụ trì cũng là cái ông ham đồ cổ. Mà quý vị biết đồ cổ là đồ gì? Đồ cổ là cái đồ mà trải qua thời gian rất là lâu. Còn cái giới trẻ nó không thích cổ, mà nói gì nó theo tân, nó theo mới. Cho nên cái mới cái cũ nếu không khéo nó sẽ có một cái sự gọi là xung đột. Tại sao một thời gian dài từ cái thời mà Thiện Hữu còn bé đó, khi nói đến chùa chiền là nói đến những cái thành phần có như là một là lão niên, hai là trung niên, rồi mới tới lão niên. Rồi trước trung niên là thanh niên, bây giờ thanh niên nè, rồi trung niên nè, rồi lão niên, rồi tới gì? Chết thôi. Đúng không? Quá niên luôn. Quá niên là quá vãng, chết luôn. À rồi. Thì không khéo đó là cái đạo Phật. Quý vị có nhìn kỹ, quý vị thấy cái đạo Phật của mình. Không khéo, mình nói không khéo mà cái đạo Phật ở tại đây nè. Mà nếu quý Phật tử giống như quý vị là những người lớn tuổi, những người mà thế hệ mà đang gắn bó, mà nếu không có cái nhìn, không có cái suy nghĩ cởi mở, thì chính quý vị cũng là những người muốn cái đạo Phật
nó giống y như là đạo Phật hồi lúc 50 năm hoặc 100 năm về trước ở Việt Nam. Tức là mấy người lớn tuổi, mấy bà lớn tuổi mà nhìn mấy đứa nhỏ, mấy đứa trẻ mà đi chùa, cái là nhìn với con mắt. Con mắt gì? Con mắt rất là khó chịu. Mày con trẻ quá sao đi chùa? Đặt cái câu hỏi lớn liền, hỏi nó hoài. Rồi nó, mày nhỏ đó nó còn trẻ quá mà đi chùa mà nó chưa có chồng đó nha. Mà nếu mà đi chùa, mà đi chùa gặp đi chùa của ông thầy á, mà ông thầy già thì ông nói gì? Mà đó ông thầy trẻ là bắt đầu mệt mỏi. Thầy trung trung. Ông thầy trung trung á, trung trung ở nói thẳng cụ thể đi. Như thầy Thiền Hữu đi. Là có chuyện, cho nên tại sao mà dòm tới dòm lui ở đây sao thấy thành phần lão niên thì cũng hết nhiêu phần trăm. Trong này là hết 80 rồi đó. Mà trung niên thì lác đác khoảng chừng nhiêu phần trăm, chưa tới 1%. Còn mấy đứa nhỏ thì không có. Bởi vì sao? Bởi vì nó mới vừa khơi mầm. Giống như mà cái hạt gì. Hồi tối hôm qua Thiền Hữu coi cái phim tài liệu mà về cái sự xuất khẩu của cái tiếng Anh đậu xanh đó, học đậu, cây đậu xanh đó, thì ở Úc này đó là xuất khẩu đậu xanh đó là đứng nhất nhì vậy. Cái tiền mà nó xuất khẩu ra là về đậu thôi, mà nhất là đặc biệt là đậu xanh cao lắm, bán ra khắp thị trường Trung Đông và Á Châu. Và những người mà người ta làm giá, cái kỹ thuật làm giá đó, thì Thiền Hữu nói nó giống cũng như bây giờ nãy đang nói là cái tuổi trẻ nó đến đây nó mới vừa khơi mầm thôi, thì giống như cái giá mà nó mới vừa nứt mộng chút vậy thôi. Rồi mấy bà lấy nước sôi chế cái con mà chết. Cuối cùng nó không trở lại nữa. Đó là cái dạng vậy đó. Mà mình nhìn mấy đứa trẻ giống như mình, tại sao mình không nghĩ nó giống như con cháu mình? Mà hơi lớn tuổi rồi mà khi gặp mấy đứa trẻ mà đi vô gần gũi, mà nhất là gần gũi thầy, là bắt đầu để ý dòm nó, rồi rình mò, rồi đặt vấn đề, mà không chịu đặt vấn đề trực tiếp với thầy. Thực sự ở đây mà giới trẻ mình nói trong cái chùa mình thôi, mà nó đi chùa được là mình mừng. Khó lắm, nại ép, thậm chí cho tiền nó chưa chắc gì nó chịu đi. Nó chứ không phải đơn giản. Cho nên những đứa nào mà nó đi được đến đây là một cái duyên lành lớn, tốt. Nên để cho nó tự nhiên. Chứ còn quý vị lớn tuổi, cái này là Thiền Hữu bị, ngày xưa Thiền Hữu bị mà nát mình, cũng vì mấy cái bà già trong chùa giữ kỹ quá. Nói vậy không có nghĩa là không tốt. Tốt đó. Nhưng mà ở cái xứ sở này thì quý vị lớn tuổi phải khéo thêm một chút nữa. Muốn mà cái thế hệ kế tiếp nó đi chùa, nó tiếp nối cái con đường của mình, thì mình phải làm sao chứ? Mình phải khéo làm sao, mình phải khôn làm sao chứ? Cái gì mà dại dột quá, anh thấy nó đi chùa hỏi bọn mày sao không chịu chồng đi, mày đi chùa hoài. Thí dụ vậy. Năm mới là phải có một cái sự suy nghĩ lại ở trong cái cũ này, phải có một cái sự mới mẻ. Và ngược lại những người trẻ cũng như thế, những người lớn tuổi mình phải thấy được và phải hiểu được cái dòng suy nghĩ của họ. Thứ nhất là họ lớn lên trong cái bối cảnh văn hóa xã hội như thế, và họ được tiếp thu cái loại mà
cái hình ảnh mà chùa chiền theo cái kiểu cổ xưa như thế thì họ cũng không thể nào một ngày một đêm hoặc là cả cuộc đời họ có thể không thay đổi được. Cho nên nếu người nào ở trong này mà có bị người lớn tuổi đặt cái câu hỏi đó hay là hỏi điều đó thì cũng sao, cười trừ. Theo thiền hữu nói là cười trừ, mắc gì phải buồn, phải giận, phải sợ. Nhưng mà người lớn mình phải quý trọng. Đó là cái sự kết hợp giữa người trẻ và người già, hoặc là người cũ và người mới, người mới và người cũ. Một cái chùa nhỏ như thế này thôi, không thể nào mà để cho cái người cũ mà nó gánh vác hoài thì đâu có được. Trong cái cũ đó phải có cái mới để mà làm cho nó phát triển. Đó, cho nên nãy giờ mình nói đầu tiên là đi tìm cái mà gọi là thế nào là cái cũ, thế nào là cái mới, không có tìm được. Bởi vì sao? Chính bản thân của nó cũng không có tồn tại, mà nó phải bị cái thời gian, và chính bản thân cái thời gian chi phối đó nó cũng không tồn tại nữa. Nói một chút, 10 phút hồi nãy là trở thành cũ rồi. Rồi bây giờ nó đang mới nè, 10 phút mà hiện bây giờ nó đang mới nè, nhưng mà 10 phút sau nó cũng cũ luôn. Con người mình cũng vậy, và sự vật hiện tượng nó là như vậy. Người tu mình phải nhìn thấu, mà Đức Phật là ông ngài cũng nhìn thấu rõ ràng, và ông ứng dụng nha. Phật Thích Ca ngài ứng dụng rất là tuyệt vời. Chớ đừng nghĩ là đạo Phật là cái đạo cũ xì. Bây giờ phương Tây đó, họ tìm tới đạo Phật thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 18, cuối thế kỷ, giữa thế kỷ 17 là phương Tây đã tìm, đã gặp đạo Phật rồi. Và lúc đó đó họ có cái suy nghĩ là đạo Phật là một cái mớ tôn giáo nó cũ xì, không có giá trị, tìm nó chẳng qua là khi đế quốc Anh họ xâm chiếm Ấn Độ rồi họ đi, rồi họ có những cái mà con người mà họ rớt, họ lạc vô trong rừng. Ví dụ như Bồ Đề Đạo Tràng, một ông đại quý phi công, ông lạc vô trong rừng ngay khu Bồ Đề Đạo Tràng, chứ hồi xưa bị vùi lấp còn gì hết. Thì ông lạc vô trong đó, rồi từ từ rồi ông không có chết, mà từ từ ông mò ra rồi cứu sống được. Và từ từ rồi hay là có một cái sức hút mãnh liệt như thế nào đó, mà khi mà ông giải ngũ rồi ông muốn trở lại Ấn Độ. Và ông tìm, ông để hết cuộc đời của ông còn lại, cuộc đời còn lại với cái sự nghiên cứu đạo Phật. Hoặc là vợ chồng của ông ngài Rich Davis, là người mà sáng lập ra cái tổ chức mà tiếng Pali, và người Anh học tiếng Pali từ cái tổ chức này. Toàn bộ tài sản bao nhiêu triệu bạc Anh đó, là hai vợ chồng là làm hết, tới chừng mà về hưu đó là mang tiền của tài sản từ Anh đem qua Ấn Độ luôn, và bỏ vô thành một cái quỹ lớn cho tới bây giờ. Những con người này họ họ mới ban đầu họ cũng nhìn đạo Phật với cái nhìn gọi là một cái tôn giáo cũ kỹ, cách đây hàng ngàn, bao nhiêu ngàn năm. Thì cái gì gọi là bao nhiêu ngàn năm là sao? Mới hay cũ? Cũ. Mình đang ngồi đây mình nói ví dụ như
mấy bác lớn tuổi là kể chuyện cho mấy đứa nhỏ nghe thì sao? Hay là má bà nội kể chuyện đời xưa cho con nghe nha. Ngày xưa là cũ không ấy, cũ xì. Quý vị có kể vậy không? Ngày xưa có cái bà bán dưa, bà cưa cái cẳng nó lộn xộn vậy đó, bà nắng cái nồi mà bà nhồi cục bột, mà bà lột miếng da mà bà ca giọng cổ, bà nhổ cái bông mà bà trồng cái chuối, bà muối con cá, bà trá đá cái bánh. Cái bà này bán quá trời quá đó. Ôi con ba ấy rồi vậy mà. Vậy đó mà mấy bà thì ngủ mà nhỏ mà nghe sao mà vậy đó. Một cái bài rất là hay mà nó bắt đầu từ ngày xưa mà coi như là cái bài này phải dữ dội thiệt. Mà quý vị biết là những cái gì mà mình gọi là đời xưa, cổ xưa, nó cho nên nó trở thành những cái môn học. Tới cái xã hội hiện đại thì nó trở thành những môn học. Ví dụ như lịch sử. Cho nên cái thứ nhất mình hiểu rồi là không có cái định nghĩa gì được giữa cái cũ và cái mới. Điều thứ hai, trong cái mới có cái cũ. Quý vị thấy rõ không? Mọi chuyện trong cái mới phải có cái cũ. Ví dụ như bây giờ cái cơ thể của con người mình nè, mình thấy nó mới nè, nhưng mà nó có cũ không? Có à. Cái cũ mà coi như là nó gắn dính với sự sống của mình là cái cũ. Là cái gì? Ngồi quán chiếu đi không, cái cũ mà nó gắn dính với mình đó mà còn nhìn thấy được á là cái gì, rồi cái không nhìn thấy được là cái gì? Nhìn thấy được á là không phải cái nghiệp, cái không nhìn thấy mới là cái nghiệp. Cái mà hiện tại giờ mình có là, nếu cái không nhìn thấy là nghiệp, là nó được tiếp nối từ cái cũ, mà cái cũ này cả hằng vô lượng vô số kiếp. Có khi nếu mà mình nói nghiệp, có khi cái nghiệp đó là cái nghiệp của con thú à, đúng không? Vô lượng vô số kiếp, có chắc mình là con người không? Có thể cái nghiệp là con thú, có thể cái nghiệp là con gì, có thể cái nghiệp là con thú. Cho nên ví dụ như 12 con giáp, bà nào đó là cái nghiệp của con cọp. Cho nên còn cái dương nghiệp, cho nên lúc nào cũng gầm gừ khó chịu, đụng tới là có thể cắn xé xác. Thì biết là cái dư nghiệp của cái người này là con cọp. Nhưng mà có nhiều người hiền hơn, cái dư nghiệp không phải là con cọp mà là con gì hay sủa? Chó. Đó, cười. Chủ một trúng hay sao mà cười. Đó. Hãy đụng cái nó không có cắn mà nó sủa. Vậy thôi. Thấy không? Rồi cái dư nghiệp quá khứ nữa, nó không phải là con chó mà nó là con gì? Giống như con khỉ đi, ví dụ con khỉ là nhảy lung tung lăng tăng đâu không? Đó thì đó là cái dư nghiệp mà trong cái hiện tại là cái sự tiếp nối của quá khứ lớn lao lắm à. Cái đó là nhìn trí tuệ mà của Đạo Phật. Bây giờ cụ thể nè, nãy thì cũng nói cái gần nhất, trong cái cơ thể của mình có cái của quá khứ. Đố quý vị biết là cái gì, nếu không có cái đó cũng chết. Cái thân này cũng chưa hiểu nữa ha. Bây giờ gợi ý nè, từ một cái sự sống của một chúng sinh, một con người mình, là nó có từ một tinh cái gì quá khứ hoài vậy, tinh cha quyết mẹ, thì
Quý vị thấy rõ ràng là nhờ có cái đó mà sinh ra rồi cái dòng máu đó nó cho tới bây giờ trong cơ thể mình đó. Mặc dầu nói nó mới nhưng mà nó phải cũ à, phải cũ à. Rồi cái dòng máu này nó sẽ truyền đến cái thế hệ con của mình là mới, mình là cũ. Nhưng mà cái cũ hồi nãy mình nói đầu tiên, cái cũ phải bắt nguồn từ ý, cái mới phải bắt nguồn từ cái cũ, cái mới phải bắt nguồn từ cái cũ. Trong cái mới bắt buộc phải có cái cũ. Ví dụ nãy giờ mình nói khoa học không á, các vị là những người khoa học hiện đại không á đó. Bây giờ ví dụ như bây giờ giáo lý của Đức Phật, hồi nãy giờ mình đang nói cái nghiệp. Nghiệp không phải là chỉ của Đạo Phật. Cái học thuyết nghiệp karma không phải chỉ của Đạo Phật nha. Trước Đạo Phật hàng ngàn năm ở Ấn Độ có đạo gì? Bà La Môn. Đúng rồi đó. Và quý vị biết đạo Bà La Môn đã có hàng ngàn năm, hàng triệu năm trước Đạo Phật nha. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca ra đời để mà cuối cùng thành lập ra, Ngài không có cái chủ ý thành lập, nhưng mà sau này rồi tự động trong cái sự vận hành của lịch sử tôn giáo nó mới hiện hữu một cái gọi là Đạo Phật. Trước Ngài hàng ngàn hàng triệu năm đã có cái đạo gọi là Bà La Môn giáo. Trước Đạo Phật trên 100 năm đã có một cái đạo gọi là đạo Kỳ Na giáo. Cho nên đừng nghĩ là Đạo Phật là cái đạo gì nó cũ, không có đâu. Nó cũ so với những cái đạo mà sau nó, nhưng mà nó rất là mới so với những đạo trước nó. Cụ thể là đạo Bà La Môn và học thuyết nghiệp đã có mặt ở trong đạo Bà La Môn. Học thuyết nghiệp đã có mặt ở trong đạo Kỳ Na rồi. Cái mà gọi là thân tứ đại này này, nó cũng được giải thích ở trong đạo học thuyết của đạo Kỳ Na ở Ấn Độ. Cho nên những người quý vị học phải hiểu, chứ đừng nghe người ta nói ừ rồi người nào đó nói là hai cái đó của Đạo Phật, chứ còn đạo khác không có. Không phải đạo khác có, nhưng với cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật giải thích sâu hơn, rõ ràng hơn và không dựa ở trên thần quyền. Cái đó là cái khác của Đạo Phật chút. Còn những cái chuyện mà hình thành một cái cơ, một cái vật chất, hình thành một cái vật chất con người là đạo Kỳ Na. Họ nói thất đại luôn, họ nói tứ đại, họ nói thất đại, họ nói ngũ đại, mà mình gọi là ngũ uẩn, là các tôn giáo trước Phật giáo đã có nói rồi. Cho nên bây giờ mình lấy cái mốc sự ra đời của Đạo Phật thì mình cho Đạo Phật là mới mà những cái đạo kia là cũ. Nhưng mà trong cái mới này Đức Phật rất là giỏi. Đức Phật lấy những cái cũ của, lấy cái cũ của những cái kia để mà đem sử dụng. Ngài hay, Ngài rất là giỏi. Cho nên những cái tôn giáo khác họ đến họ chất vấn Đức Phật đó. Và các ngài hỏi, ví dụ như trong cái kinh Sa Môn Quả, Bà La Môn đến hỏi Đức Phật: này Gotama, đạo của tôi nói như vậy đó. Với Ngài, Ngài là một bậc trí tuệ, Ngài là một bậc thiện thể, thì Ngài giải thích và Ngài hiểu như thế nào về cái vấn đề đó? Còn cái vấn đề đó, đạo của tôi đã hàng ngàn năm trong kinh điển Vedà,
đã nói như vậy đó. Còn ngài thì ngài nói sao? Đức Phật rất là hay, cho nên người đệ tử Phật phải học khôn mà, học như Đức Phật đó. Đức Phật nói: này Bà La Môn, với cái nhìn của ta cũng như thế. Cái câu đầu tiên nha: với cái nhìn của ta cũng như thế, nhưng này Bà La Môn, vấn đề đó theo Như Lai phải hiểu như thế này. Quý vị hiểu không? Đó là cái hay của Đức Phật á. Vậy chứ bà nghe chuyện đó sao? Theo ý bà làm sao? Mới nghe chuyện vậy mà người ta chưa hỏi theo ý bà làm sao nữa là sao? Nhảy lên rồi, chửi rồi, quát tháo rồi, mắng người ta rồi. Thì làm sao có cơ hội để mà cho người ta ngồi đó, người ta nghe mình giảng đạo? Những người giảng đạo ở Úc này thì ngủ thấy lâu lâu, không lâu lâu mà hãy mở cửa là nó xuất hiện rồi. Mấy cái ông đạo Jehovah đó hay lắm, thì ngủ thấy nể phục những người đó. Mấy ông thầy, những người mà Phật tử của quý vị mà coi như mà bắt chước cái hạnh của những người đó đó là tuyệt vời vô cùng, là đạo Phật mới phát triển được. Nó thật nha. Những người đó là những người cư sĩ giống như quý vị đó, ở trên mình lúc nào cũng có một cuốn quyển kinh điển hoặc hai ba quyển kinh điển, rồi xong những cái tạp chí nha, rồi á là sẵn sàng coi như là vô rồi thiện hữu thấy nè, vô rồi cũng nói chuyện rất là lịch sự ha, rồi mình nghe, mình cũng lịch sự mình nghe, rồi họ nói, họ nói chuyện đông chuyện tây chuyện diện, hồi họ thấy coi bộ được đó, họ mới bắt đầu họ bàn đến cái chuyện tôn giáo của họ. À, rồi họ hỏi mình á, họ hỏi mình đạo Phật mình sao? À, cái đó là cái mọi cái phương pháp giảng đạo cực kỳ hay mà nó hiệu quả vô cùng. Cho nên quý vị đừng nghĩ nha, Jehovah ở lúc này mạnh lắm á, nhà thờ to lớn và cái hệ thống mà truyền đạo rất là lớn. Tuy nhiên họ cũng có những cái cực điểm, cái tiêu cực của họ, nhưng mà họ cái lý lẽ của họ. Nhưng mà để nói về hình thức truyền đạo cho tới bây giờ trên cái xứ sở này thì ngủ thấy đó là cái Jehovah, là cái anh mà gọi là mà trong cái tinh thần truyền đạo là rất là hay so với ông Phật giáo. Ông Phật giáo mà mình nói cụ thể luôn mà không dám nói chung, mình không nói hết mà nói chính bản thân Thiện Hữu thôi cũng làm cái ông Phật giáo làm biếng nè. Thiện Hữu, quý vị có thấy Thiện Hữu mà xách xe chạy đi lại đi truyền đạo ở ngoài mấy cái khu trung tâm không? Chưa thấy. Và thậm chí luôn cũng không dám đi lại nha, truyền đạo ở nhà bổn đạo nữa. Thằng giàu muốn lắm đó nhưng mà lại truyền đạo nhà bổn đạo, nó đồn ra nó nói mình đi ăn nó ma, mình ăn nó dỗ đi ăn gì đó. Thành ra thật sự mà nói đó là cái nhìn mà không khéo là đạo Phật nó không phát triển mạnh là như vậy. Nếu đạo Phật mà biết cách mà tận dụng những cái mới của người ta lấy để mà xài, không có cần ngần ngại những cái phương pháp mới hoặc là những cái hình thức mới mà để mà đem xài giống như tinh thần của Đức Phật ngày xưa, thì đạo Phật của mình sẽ mạnh hơn, sẽ tốt hơn. Còn đằng này đó, mình đó là cũng thụ động quá, lúc nào mình cũng bảo vệ cái cũ đó. Mình cũng bảo vệ cái cũ đó. Trong khi đó Đức Phật đó nha, Đức Phật không có bảo vệ cái cũ. Rồi nói Đức Phật chi mà nói đến cái chuyện mà ông bà tổ tiên mình đời trần đó, tại sao mà đời trần mà có hai cái cuộc gọi là hội nghị lớn, một là hội nghị
Diên hồng hay là họ nghĩ bình thang để mà tập trung những cái người gọi là nam phụ lão ấu. Tổ tiên mình hay lắm, thế nào là người lớn và thế nào là còn trẻ. Về mặt mà gọi là cơ thể học thì người lớn, người già là cái người gọi là lớn tuổi sống lâu và da bắt đầu nhăn, răng bắt đầu rung rinh, rồi tóc bắt đầu bạc. Đó là hiện tượng là người lớn. Còn người trẻ là tóc đen nè, da thì sao, thẳng nè, răng thì còn nguyên, còn cứng cáp. Đó là cái về mặt mà thể chất còn mạnh khỏe, làm từ sáng sớm trời nắng vậy mà làm từ sáng cho đến chiều không biết mệt. Còn người già làm tới trưa ăn bữa trưa là xong rồi là đi tìm chỗ mát ngồi rồi đó, già rồi đó, thấy không? Còn người trẻ là người ta làm luôn tới chiều. Đó là một. Cái thứ hai, trong cái suy tư, trong cái gọi là về mặt nhận thức trí tuệ, người nào lớn tuổi, người già là cái người suy nghĩ chính chín chắn, mà người trẻ là cái người suy nghĩ sao, nông nổi mồng một. Người già là cái người suy nghĩ mà coi như rất là cẩn thận, người lớn là cái người suy nghĩ và làm việc rất là cẩu thả và sao, người trẻ đó. Vì qua cái giai đoạn đó rồi, ngồi bây giờ nhìn lại không nhớ hả? Trẻ thì là cẩu thả bất cẩn, còn già thì cẩn thận chín chắn trong hành động cũng như trong suy nghĩ nha. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ là mình như vậy? Cho nên làm sao mà để mà kết hợp được, làm việc cho nó tốt thì cần cái gì? Cần cái sức mạnh của tuổi trẻ. Nhưng mà làm để cho có kết quả mà nó lâu dài thì cần phải có kinh nghiệm và cái suy nghĩ của người già, người lớn tuổi. Cho nên mặc dầu mình trẻ nhưng mà mình phải biết như vậy, khôn khéo như vậy là mình mới dễ. Tuổi trẻ thì tạo sự nghiệp, sản nghiệp rất là mau, nhưng mà phá thì cũng mau. Còn tuổi lớn tuổi thì tạo sự nghiệp, sản nghiệp rất là chậm nhưng mà chắc. Thử hỏi mấy bà này thử coi, tiền mấy bà giữ coi chắc không? Chắc lắm á. Bởi vì sao? Bởi vì lớn tuổi chắc, giữ tiền chắc. Đó là nãy giờ mình nói là cũ, những cái cũ thì sao, những cái mới là phải từ cái cũ mà có. Ngược lại, những cái cũ phải từ cái mới mà có. Hồi nãy mới là nhờ cũ mà có, nhưng mà bây giờ ngược lại thì sao? Cũ phải nương cái mới, phải không? Nó ngược lại. Bây giờ mình muốn có mới thì mình phải làm sao? Mình phải giữ cái cũ. Giống như Đức Phật, Ngài đưa ra một cái những cái học thuyết mới, nhưng mà Ngài dựa vào những cái học thuyết cũ của Bà La Môn và của Đạo Kỳ Na. Từ đó Ngài hình thành ra, thậm chí luôn cái đời sống của Ngài, đời sống mà tu sĩ. Đừng nghĩ rằng đời sống tu sĩ đó là đời sống của Đạo Phật. Quý vị biết là Đạo Bà La Môn nha, Đạo Kỳ Na nha, họ vẫn có cái đời sống y như đời sống của một tu sĩ. Nhưng mà chỉ có khác là họ chia ra một con người của một Bà La Môn giáo chính thống theo ở trong kinh Vệ Đà đó, là họ chia ra tuổi trẻ
còn nhỏ thì nương cha mẹ học hành. Tới chừng thiếu niên tráng niên là bắt đầu đi ra xã hội phụng sự. Bên cạnh cái phụng sự xã hội, làm việc cho xã hội, lợi ích cho xã hội, thì có một cái trách nhiệm thiêng liêng là phải duy trì giống nòi, lập gia đình. Nhưng mà tới tuổi 60 trở lên là bỏ hết con cháu, vợ rồi gia đình, đi vào ở trong rừng sâu để mà tu hành, rồi bỏ xác ở trong đó. Đó là cái truyền thống của Đạo Bà La Môn. Khác Đạo Phật ở một cái chỗ là cái khoảng mà gọi là lập gia đình. Nhưng mà khi họ tu rồi họ cũng ở những gốc cây nha. Họ cũng đi đầu này đầu nọ du hành và đi bộ á. Thì Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài hình thành cái giáo đoàn của Ngài, quý vị thấy trong cái hình ảnh tu sĩ thời kỳ Đức Phật và sau Đức Phật 100 năm, quý vị có thấy là cái hình ảnh mà Đức Phật mà hoặc là giáo đoàn đệ tử của Ngài mà đi xem đa ra ha? Không. Không. Vẫn là đi bộ. Bởi vì cái thời đó, cái suy nghĩ, cái hiểu biết và cái văn minh, gọi là văn minh của nhân loại nó tới đó đó. Cho nên các ngài cũng phải đi bộ, mà đi từ từ, đó gọi là thiền hành, ngủ thì ngủ ở dưới gốc cây. Nhưng mà trải qua như vậy dài cho đến ngày hôm nay, xã hội văn minh nó tiến bộ như vậy. Nó tiến bộ thì mình phải hưởng cái lợi ích của cái sự tiến bộ này chứ. Nhưng nói như thế không có nghĩa là quý vị quên đi những cái quá khứ. Cho nên ông bà mình hay à, lá rụng về cội, nước chảy về nguồn là cái hay. Mình tiếp nhận những cái mới, nhưng mà phải trân trọng cái cũ. Mình là những con người mới, trẻ, mạnh, khỏe, nhưng mà phải trân trọng những người cũ, là những người cha mẹ ông bà, nói theo di truyền học, nói theo gia đình. Và mình đi vô trong tôn giáo, trong chùa chiền, thì mình phải quý trọng những người lớn tuổi. Không có họ làm sao có mình. Không có cái cũ thì làm sao có cái mới. Bây giờ nó ngược lại, không có cái mới làm sao có cái cũ. Phải không? Bây giờ rõ ràng, bây giờ cái chùa này hiện giờ là chùa mới hay chùa cũ? Chùa cũ. Nhưng mà mấy năm trước nó là cũ hay mới? Bây giờ nói mấy năm trước thì nó là mới, nhưng mà bây giờ nó trở thành cũ. Cho nên không có cũ làm sao có mới, hoặc là không có mới thì làm sao có cũ. Bây giờ mình nói cái không có mới thì làm sao có cũ. Quý vị hình dung ra được không? Bây giờ nè, cái này mới nè, cái bình bông này mới nè, mới chưng qua là mới, nhưng mà thực tế nó là cũ rồi, đúng không? Cho nên không có mới làm sao có cũ. Cho nên phải trân trọng cái mới là như vậy. Khi nó trở thành cái gì mới thì phải trân trọng. Nhưng mà nói nãy thì cũng nói như vậy cũng không có nghĩa là quên đi cái nguồn gốc cái cũ. Mình nói ví dụ, có khi ngồi mình chiêm nghiệm, cỡ như quý vị nè, cỡ như mấy chị mấy anh này nè, tiện nghi xa hơi, ở xứ này gọi là đi thì có xe đưa, về thì có xe rước, gọi là đưa rước. Đi bước lên xe đi thì cũng đưa đi, về thì có xe rước về. Ai chạy? Chiếc xe chạy. Cho nên có khi như vậy mà mình không quý cái bàn chân của mình. Và nhiều khi mình thấy cái bàn chân của mình có nhiều khi yếu á. Là vì sao? Có gì ít đi.
không có cái cơ hội nhiều để cái bàn chân nó hôn cái đất đất mẹ. Phải để cái bàn chân mà nó dính với đất mẹ nhiều đó nha, lòng đất đó, vậy đó mà tốt. Còn cái giới trẻ bây giờ là nó làm sao? Nó không có cơ hội, hoặc là nó làm biếng, hoặc là nó không để ý. Rồi nhà ở thì sao? Nóng thì có máy lạnh, nực thì có máy nóng. Ở nóng thì có máy lạnh, nực thì có máy lạnh luôn, quên. Lạnh thì có máy lạnh. Rồi lạnh có lò sưởi à. Và lúc nào cũng được bao che, bao bọc như vậy. Cho nên có nhiều khi chính vì vậy thì ngủ suy nghĩ nha, mà cái khác thể của con người mình bị yếu. Đó, bắt đầu rồi đó. Bắt đầu nhận ra chưa? Cho nên mình yếu hơn cái đám thổ dân ở đây à. Quý vị có để ý quý vị thấy mấy thổ dân không? Ở trần mặc cái quần bằng lá chuối, ngon vậy đó. Và ngủ thì ngủ ở dưới gốc cây, ở dưới đất vậy đó, mà nào nấy bự và khỏe, vô cùng khỏe. Rồi nó ăn uống mà nó nấu nướng, mà mình thấy đối với nhìn thì mình thấy sao? Thấy ớn, nhưng mà đối với dân tộc của họ thì nó ngon vô cùng. Đâu đó, một con heo nó làm, nó móc ruột rồi xong rồi nó đào ấy, rồi đắp lá chuối lá gì tùm lum hết trơn lên, rồi nó để ấy lên, rồi nó nấu gì đó, rồi xong rồi bắt đầu lực mấy cái cục đó, mấy cục than đó, cục than đá nó mới ấy ra, rồi nó lấy ra, nó xé ra chặt vậy đó, mà cả làng vui vẻ hạnh phúc ăn. Thì cái chuyện ở đó nè, là vì quá tiện nghi. Hiện bây giờ cái mới đó, cái mới là tiện nghi mình tiếp thu. Nhưng mà những cái mới này nó sẽ trở thành cái cũ. Cho nên nãy giờ mình nói ngược lại là sao? Cái mới nó chắc chắn phải cũ. Không có cái mới nào mà mới hoài. Cụ thể nhất là cái người yêu lý tưởng của mọi người hiện bây giờ là cái gì quẹt quẹt? Cái mô bồ đó. Điện thoại, nói mô bồ không hiểu. Điện thoại, ai cũng có cái điện thoại hết. Có ai bây giờ mà cho đến giờ phút này mà xài cái điện thoại cái đời mà điện thoại cầm tay á? Làm gì ngày xưa mà thập niên 80 mà có cái điện thoại cầm tay? Mình có thấy điện thoại cầm tay không? Hồi năm 80 á, có cái điện thoại cầm tay chưa? Chưa. Nhưng mà thưa quý vị nha, những hệ thống điện viễn thông mà mình xài này đó, mình gọi là mới, mình gọi là hiện đại đó, nó thiệt. Trong cái hệ thống mà Hoa Kỳ thì Hữu cũng coi trên những cái tin tức phim thôi, nó đã có lâu rồi, nó có từ thế kỷ thứ 19 rồi. Điện thoại mà không dây đó, người Mỹ họ đã sử dụng, mà họ sử dụng ở trong cái gọi là gì, quốc phòng. Những cái mà mình gọi là mới đây nè, đối với cái hệ thống quốc phòng hoặc là đối với hệ thống viễn thông của Hoa Kỳ là đồ bỏ, nó bỏ ra rồi mình mới xài đó. Mà bây giờ quý vị thấy chút đó ha. Mới ban đầu cái điện thoại mà hiện đại nhất mà không dây nó bao lớn, có ai xài chưa? Cái mà lúc mà mới ra đó, nó cỡ bằng cái này không? Bằng cục gạch cầm. Cho nên có cái cầm bằng cục gạch cầm vậy đó. Mà lúc đó đó, người nào cầm cái cục đó là thấy là sang lắm rồi, giàu dữ lắm. Đại gia nói chuyện mà không có là móc ra liên tục à. Nhưng mà chỉ có bao nhiêu năm? Chưa tới 20 năm. Từ cái cục gạch đó mà bây giờ nó biến thành cái gì?
cái ông quẹt chút xíu thôi, đúng đó, bằng còn cái ông quẹt thôi, mà cái ông quẹt nó dày, bây giờ nó dẹp, thật là dẹp nhỏ, mà trong đó đủ thứ chuyện trên đời hết. Bây giờ tụi nhỏ nó đâu có coi tivi mà nó coi cái đó luôn, cái tivi là cái đó luôn. Thì đó là những cái mà hồi xưa mình nói là cái kia, cái cục gạch đó là mới, mình nghĩ nó sẽ không có tới tới bây giờ nó sẽ không vậy, nhưng mà cho tới bây giờ, cho nên phải nhờ cái mới không, phải nhờ cái mới không, cái mới chắc chắn nó sẽ cũ, mới chắc chắn nó sẽ cũ, và con người của mình cũng vậy, cái thân thể này là cái mới này, nhưng mà chắc chắn nó phải cũ thôi, và nó đang cũ từng giờ từng ngày, cũng như cái gọi là galaxy mấy, bây giờ galaxy mấy rồi, Samsung galaxy 7 rồi, ngày xưa và cách đây bao nhiêu năm nó mới ra ra cái galaxy thôi, bao nhiêu năm, 2 năm đó. Như vậy mà nó coi như là, nhưng mà bảo đảm với quý vị, cái này đón nhưng mà đón trúng chứ không phải đón mò đâu nha. Tụi Hàn Quốc, những cái công ty mà nó sản xuất đó, nó bây giờ nó là Galaxy 7 nhưng mà nó đã có ở trong kho hay là ở trong cái chương trình phát triển của nó là Galaxy mấy rồi? Hả? 8 là còn chậm lắm. Nó đã có Galaxy 9, 10 rồi đó. Nó phải chuẩn bị như vậy, giống cũng như xe, xe hơi. Quý chú bây giờ làm xe hơi quý chú biết đó. Xe hơi mà mình gọi là ra đời mới đó, nhưng mà thật sự nó mới không? Tại vì mình mới gặp, mình mới nhìn cho nên nó mới. Nhưng mà thật sự khi mà nó bung ra cái hiệu và cái đời này, có nghĩa là nó đã chuẩn bị 2 đời trước. Trong kho nó đã có. Cái này là những người làm xe hơi nói thì ngủ à, chứ thiền hữu không làm, nhưng mà họ nói tại vì họ làm ở trong đó. Thì cũng vậy, khi mà mình hiểu như vậy rồi thì mình phải biết cái gì là cái mới, cái gì là cái cũ, và trong cái cũ có cái mới, trong cái mới có cái cũ, và hiểu được vậy thì không có sợ, và cũng chẳng có thắc mắc, mà cũng chẳng có phải khó khăn gì với ai. Người ta nói thì mình hiểu được là người ta nói trong cái giai đoạn nào, người đó người ta trình bày cái quan điểm của người ta thì mình biết quan điểm của người ta ở cái mức nào, trong cái thời điểm nào. Khi mà người học Phật hiểu như vậy không có phiền não, và lúc nào cũng thấy khỏe, lúc nào cũng thấy vui hết. Còn sở dĩ mà khổ, sở dĩ mà đau, sở dĩ mà bệnh, sở dĩ mà đủ thứ về cơ thể cũng như là về tâm lý, là vì mình chính người đó cứ nghĩ cái này là mới hoài, làm sao mới hoài được, cứ nghĩ cái con người này là sẽ sống mãi ngàn năm, làm gì có, nếu có thì chỉ có cái bài hát gọi là yêu mãi ngàn năm đó, nhưng mà cái tác giả của bài hát đó cũng chết rồi. Nhưng mà quả thật là nó chết, nhưng mà cái bài hát vẫn còn. Cho nên thấy nó tưởng đâu nó cũ nhưng mà nó vẫn còn mới hoài. Giống như cái hệ thống của Đạo Phật. Tại sao phương Tây bây giờ các cái giới trẻ nó nghiên cứu Đạo Phật? Bởi vì nó tìm thấy ở trong cái mới cũ này nè, trong cái mới mà coi như giáo lý cũ này nè, có vô số điều mới trong này. Cho nên phương Tây nó mới tìm tới, giới trẻ nó mới tìm tới, và các nhà khoa học trẻ, những người mà coi như thành đạt ấy, họ tìm tới Đạo Phật. Nói đơn giản, ví dụ như một ông tổng thống thôi, mà ông nói trước khi ông làm việc một ngày là ông có một cái sự tĩnh tâm 10 phút thiền định đó, thiền đứng 10 phút ngay cái bàn làm việc của ông á, để một cái tượng mà không phải là tượng Chúa mà là tượng Phật Thích Ca. Báo chí nó hỏi tại sao mà nhà ông để cái tượng Phật này, ông này trả lời rất là đơn giản. Thứ nhất, trong lòng ông, và ông nghĩ ông này
ông này còn mới, ông này còn mới, cho nên tôi tôn thờ ông. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, những cái tuyên bố và những cái giáo lý của ông, những cái lời nói, lời dạy của ông cho đến giờ phút này hơn 25 thế kỷ trôi qua, bao nhiêu bạc ngàn sương gió, dòng thời gian nó có phủ lắm đi nữa, nhưng mà giáo lý và những lời dạy của ông này vẫn còn mới. Và chứng tỏ là nó mới đến mức độ mà mỗi ngày tôi đều lấy, tôi xài mà nó không cũ. Bằng chứng là tôi ngồi thiền 10 phút mà tôi ngồi hoài, tôi vẫn thấy là tôi làm việc có hiệu quả. Cái năng lực làm việc của tôi nó lớn, và tôi giải quyết những vấn đề gì, ngay cả vấn đề quốc phòng, vấn đề quốc tế, những vấn đề về căng thẳng. Ông này cũng nói luôn, trước khi gặp những vấn đề đó tôi đều ngồi tỉnh tọa. Ấy thế mà đệ tử Phật, mấy cái người này nè, mấy cái người mà trong chùa Phật Tổ này nè, không chịu áp dụng, không chịu tỉnh tọa dùng cái, không chịu suy nghĩ, không chịu ngồi thiền. Ví dụ như trước khi chửi người ta đi, tỉnh tọa lại cái đi, suy nghĩ coi cái chửi cái nào để cho nó học máu. hay là niệm Phật, hay là cái gì này, con cái này không chịu, không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi, phải làm liền đó. Cho nên coi chừng, nhờ những cái mới này mà nó hay vô cùng. Tưởng đâu nó mới nhưng mà nó cũ, tưởng đâu nó cũ nhưng mà nó mới. Cho nên ăn thua cái nhìn. Cho nên ngày xưa mà trong cái cổ học Tinh Hoa mà có một cái chuyện hay, Trang Tử dẫn đệ tử ông đi vô rừng, đi lang thang rừng, đi một khúc gặp thằng mấy ông chặt cây, cái đám chặt cây đống củi đang đứng ở trước một cái cây to bự xum xê mà mấy ông chặt. Thì Trang Tử với đệ tử mới hỏi là, ủa anh sao mà cây này to quá, lớn quá mà không, mấy ông không đốn, còn lưỡng lự làm gì? Mấy ông này nói, cây này mặc dầu lớn nhưng mà không phải là cây quý, không phải là cây quý, không phải là gỗ quý, cho nên thôi không đốn. Đi thời gian vô rừng mệt quá, thôi giờ xuống thành thị ghé nhà bạn, hai cũng mấy thầy trò ghé thăm. Lâu năm, lâu ngày gặp nhau cho nên nhà bạn mới dặn người trong nhà, nói thôi bữa nay có ngày Trang Tử cũng là người bạn chí cốt ta ghé thăm, thôi coi có cái gì mà đãi. Thì trong nhà nói có nuôi hai con chim nhạn. Rồi người nhà của cái người bạn Trang Tử mới nói, vậy cho thưa ngài, giờ hai con giết con nào? Nói thôi giết cái con mà nó lớn tuổi, nó già rồi, nó cỡ này ta không nghe nó gáy nữa, mình thích con đó. Còn cái con kia, con trẻ, con nhỏ, nó còn gáy, để cho nó gáy. Còn cái này già, cỡ này nó gáy hết rồi, mình thích con đó. Cuối cùng mình thích đại. Thì ăn xong rồi đệ tử của Trang Tử mới thắc mắc, nói tại sao mà cái cây kia già mà được sống, mà cái con chim nhạn này già thì bị chết. Thầy làm ơn, thầy giải thích cho con nghe cái triết lý cái gì. Thì Trang Tử mới nói là thực sự con người ở trên thế gian này nó cứ là cái vòng như thế. Cái vòng như thế. Còn những bậc mà giải thoát giác ngộ, những bậc á thánh như Khổng Tử, như Phật Thích Ca, là những người đã vượt ra ngoài cái lợi, cái danh, cái hơn, cái thua, cái phải, cái quấy, cái đẹp, cái xấu. Các ngài đó không còn bị chi phối bởi cái cũ và cái
cái mới nữa. Cho nên các ngài đó sống một cái cuộc sống rất là thanh thản vậy thôi. Và chúng ta, Trang Tử nói, chúng ta là những người đang theo chân của các bậc thầy, các bậc thánh, các bậc giải thoát. Người đệ tử Phật, quý vị là đệ tử Phật, quý vị cũng đang theo con đường của Phật đi, thì cũng chẳng có phải dính dáng cái chuyện cũ và mới làm gì, để mà tối ngày cứ nói phân biệt là người này mới vô chùa, người kia là cũ ở trong chùa. Làm sao trong cái sinh hoạt văn hóa xã hội hay là tôn giáo trong đây, thì quý vị phải như vậy. Người trẻ đến đây thì cũng phải ý thức và quý mến người lớn, và người lớn cũng phải làm sao thể hiện là mình là những bậc trưởng thượng, mình là những người mà có thể là trẻ nó có thể nó đến học hỏi, chứ không phải mà đến đây mà người lớn gặp người trẻ rồi đặt cái câu hỏi lớn, tại sao mày vô chùa, tại sao mày không chịu lấy chồng, tại sao mà mày như thế này thế nọ, tại sao mà mày không chịu đi làm chi vậy, chi cho mệt. Rồi cuối cùng mà nó nghe nhiều khi nó không có cảm thông, rồi nó bị chua dột cái bồ đề tâm, giống cũng như là cái hạt gì, hạt đậu xanh mà mới có nước mầm cái lấy nước sôi đổ vậy đó, mà đậu xanh bổ lắm nha, để mà nước chút vậy chứ đừng có thè lè ra thành giá, đó là nó thành âm á, mà để một chút nước ra một chút vậy là nó cực dương. Cái này nói theo thực dưỡng, mà nói theo này là thiền hữu chẳng có học gì chơi, mà thằng bạn thiền hữu thằng Mỹ hồi lúc ở bên Mỹ, lúc ở bên Ấn Độ, nó phân tích cho thiền hữu và ngày nào nó cũng ăn hết, ăn với cháo thôi, ăn mà nó nói mà nó bự như Mỹ vậy đó, bởi vì nó là Mỹ. Nguyện đem tâm đức hiện tiền hướng về thâm căn hiền lành xa con và cha mẹ ông và chúng sanh giác ngộ chan hòa.